đi xa quá. Rất đủ đủ luôn. Đầu đen hay sao? Đầu trâu. Giờ này giá trị chắc đau này. Hôm nay chỗ này em thấy bình thường. Chỗ má này mới đau nè. À dưới á. Đấy, rồi ok. Đây bình thường thôi, chứ còn ở dưới má này đau. Mưa rồi hả em? Dạ, mưa rồi chị. Tại vì chị kêu chậm để mưa, mưa. Anh ở chậm cũng mưa à, em đó hả? Thằng câu này luôn đấy. Hồi nãy ta nói 3 tiếng thôi. Nhưng mà rửa đây là chị qua chị làm đây. Rửa xong là chị qua xong đi, chị qua chị làm xong quay tiếp. Thả lỏng cơ. Em ít mà, có mấy cục mới.
Cái này cái thứ 9 luôn. Phá kỷ lục thử lên này. Phá não biết đủ mụn để phá không? Có nhiều người mụn nhiều nhưng mà họ chịu không nổi. Em đủ mụn chắc đủ. Nếu chịu mót sạch. Mm-hmm.